Thưa quý vị, những ngày qua, vấn đề rác thải tại Hạ Long lại nhận được sự quan tâm của nhiều người khi du khách phàn nàn liên tục về việc Vịnh Hạ Long ngập rác thải, váng dầu. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Vịnh Hạ Long bị du khách nước ngoài than phiền về việc mặt biển đầy rác, ảnh hưởng đến cảnh quan và trải nghiệm của khách khi tham quan. Có một thực tế, lượng rác trôi nổi trên vịnh khá lớn, các đơn vị không thể thu gom triệt để, gây ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường, ghi nhận của phóng viên VTC14. Đây là những hình ảnh mà một du khách người Úc khi kết thúc hành trình khám phá Vịnh Lan Hạ, Hải Phòng và Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh trên du thuyền vào cuối tháng 2 đã đăng tải trên mạng xã hội. Sau chuyến đi, nữ du khách chia sẻ trên hội nhóm du lịch nổi tiếng về trải nghiệm của mình tại hai điểm đến này. Và đây cũng là những trải nghiệm của những du khách hiện nay khi đến tham quan tại Vịnh Hạ Long những ngày qua. Khi đến với Vịnh Hạ Long, tôi cảm thấy rất đẹp. Đây là một kiệt tác thiên nhiên mà tôi chưa từng thấy trước đó. Tuy nhiên, tôi không thể có một trải nghiệm tuyệt vời ngày hôm nay do rất nhiều các loại rác thải trôi nổi trên mặt biển, khiến cho chuyến du lịch của tôi và gia đình cảm thấy không được tốt. Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nhức nhối trên Vịnh Hạ Long. Rác bám vào khe đá, nổi trên mặt biển, khiến khách nước ngoài không dám xuống bơi. Nhiều khách quốc tế bức xúc, truyền tay nhau và chia sẻ hình ảnh, trải nghiệm không tốt lên mạng xã hội, các trang du lịch lớn. Nhiều doanh nghiệp tại Hạ Long cho biết họ đã mất nhiều thời gian quảng bá hình ảnh, đổi mới sản phẩm, nỗ lực để thu hút dòng khách nhà giàu châu Âu. Tuy nhiên, rác thải trên vịnh khiến nhiều khách quốc tế, dù yêu thích dịch vụ, thậm chí không muốn quay lại. Đợt rác rất là lớn ùa về, bao gồm cả cảng vịnh và toàn bộ các cái vị trí tham quan của khách quan ở trên vịnh thì đều có sự ảnh hưởng rất là to lớn, khiến cho cái sự cảm nhận của khách hàng về những cái chuyến đi du lịch như vậy nó rất là tệ. Đó, tất cả các dịch vụ chúng em đều cố gắng chăm sóc khách quan tốt nhất có thể, nhưng mà về cảnh quan và rác thải chúng em không biết làm cách nào để có thể mà làm hài lòng được khách hàng với cái cảnh quan như vậy. Thời gian gần đây, do thời tiết mù, nồm, không có gió nên rác thải, phao xốp từ các chân núi, kẽ đá, khe bờ trôi ra ngoài. Đây là những mảnh phao vỡ, bè tre, gỗ còn sót lại từ một lượng phao xốp lớn trôi dạt nhiều tháng liền trên mặt biển, từ Hạ Long cho tới Cẩm Phả, Vân Đồn. Hiện nay thì với cái lượng tăng như thế thì là cũng... Thứ nhất là cũng nhiều cái lực lượng như các doanh nghiệp, các ban ngành người ta cũng hỗ trợ cùng. Và đặc biệt là công ty cũng đã tăng cường thêm nhiều phương tiện để cùng với để thu gom. Đặc, có những thời cao điểm thì hiện như ngày bình thường là 10, hàng ngày thì nó có 12 tàu. Thì hiện nay là đã tăng lên, có những ngày thì nhiều thì có thể huy động đến 20 con để giải quyết trên mặt vịnh. Theo lãnh đạo Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, hiện nay việc thu gom rác vẫn bằng hình thức thủ công nên mất nhiều thời gian và công sức. Trong khi đó, riêng vùng lõi Vịnh Hạ Long đã rộng hơn 300 km. Nếu thuê người và phương tiện đi nhặt từng khối rác trôi nổi, thì có lẽ để dọn sạch rác trên vịnh là không bao giờ hết.